Chào mừng quý thính giả đến với kênh nghe chuyện hay. Quỳnh Giao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh nghe chuyện hay. Thưa quý thính giả, hôm nay Quỳnh Giao mời quý thính giả nghe chuyện ngắn Lục Bình trên sông của tác giả Song Nhi. Quý thính giả hãy để lại cảm nhận của mình trong phần bình luận dưới video nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng nghe. Ở vùng quê quanh năm quen với ruộng đồng, được như dung cũng đáng là niềm hãnh diện của chòm xóm bà con chờ dung về để hỏi xem bên ấy có như họ coi trên truyền hình mỗi tối không nhưng người mong chờ dung nhất có lẽ là chị hạnh đưa đò con bác ruột của dung từ ngày dung đi chị gỡ từng tờ lịch trông ngóng từng ngày một tuần trước ngày dung về chị gần như chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ mỗi đêm có nhiều lần nửa khuya chị ngồi trước cửa nhìn xuống con sông sáng lấp lánh dưới ánh trăng trước nhà thở dài từng tiếng nao lòng mười mấy năm trước khi dung còn là con bé gầy nhom hay nhõng nhẽo vòi vĩnh chị đã quen với anh thanh ở cuối xóm gần nhà dung dung biết chứ bởi con bé chính là người mang thư giúp hai người nhiều lần chị hạnh lấy cớ dẫn dung đi chơi thật ra là hẹn anh thanh Chị Hạnh yêu anh Thanh, con bác Giang từ lâu lắm, từ thời tóc chị dài và đen mượt. Nhưng cha mẹ chị không đồng ý Cả chị cho một người hồi xưa từng xuất thân nà, người ở trong gia đình. Nghe đầu ngày xưa mẹ anh Thanh đã từ chối tình yêu của ba chị Hạnh. Con gái một ông chủ đất mà đi yêu và lấy ba anh Thanh, một người không mảnh đất cắm rùi. Và khi sinh anh Thanh, bà mất do chứng hậu sản bởi thế ba chị hạnh rất ghét cha con anh thanh ông cho là vì họ mà người ông yêu phải khổ phải chết còn ba anh thanh sau khi vợ chết sáng xin chiều say vùi nửa đời vào men rượu di chứng là căn bệnh dạ dày và phổi đang hành hạ ông những ngày xế chiều một mình anh thanh gánh vác chuyện nhà từ nhỏ anh thanh hiền lành học giỏi nhất nhì trên trường nên xóm làng bà con ai cũng quý cũng thương khi ba chị hạnh hỏi có phải đang qua lại với anh thanh hay không chị cúi đầu thay cho câu trả lời ông đã ném cái chén trà thẳng vào đầu chị tứa máu cũng vì yêu anh mà chị không được đi học tiếp và bị ba cắt trụi mái tóc thay lời cảnh cáo anh thanh cũng phải chịu không biết bao cay đắng vì yêu chị. Người ta cho là anh không an phận trèo cao, nghèo nhất vùng mà đem lòng yêu cô gái nổi bật nhất vùng. Từ bé, Dung đã thương hai người như anh chị. Dung từng tức giận đến nỗi, núp ở bụi rậm tròi xình, lén vào những người mà con bé cho là bức áp anh chị. Hậu quả Dung bị nhiều trận đòn từ mẹ vì cái lý do ngỗ nghịch ấy dung còn nhớ ngày chị hạnh nhờ nhắn giúp anh thanh khi đứng canh cho hai người nói chuyện trong tròi giữ lúa nhà mình dung nhớ chị khóc nức nở trong khi anh thanh cũng ôm lấy chị mắt đỏ hoe hình như chị thề thốt gì đó với anh kiếp này dung không đủ lớn để hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe được chuyện là họ hẹn trốn với nhau sau hôm đó dung chẳng biết nhà chị hạnh đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy xóm làng rộn lên khi chị gởi thiệp cưới tên chú rể là con trai chủ nhà máy gạo nhà ở đầu xóm trên con sông nổi tiếng về giàu có và lêu lỏng một lần ở sài gòn về thăm nhà hắn tình cờ gặp chị và từ đó quyết tâm theo đuổi chị thậm chí nhiều lần đón đường chọc ghẹo chị dung không còn được gặp chị từ hôm ấy mà hình như không ai được gặp chị thì phải chị bị nhốt ở trong phòng không cho ra ngoài nửa bước dung đã nhiều lần cố vào gặp chị theo ý muốn của anh thanh nhưng chẳng tài nào gặp được còn hai ngày nữa là đến ngày cưới nhà trên nhà dưới rộn rã nói cười nhà dưới thì mấy bà mấy chị tính toán để chuẩn bị lo nấu nướng xôn xao nhà trên thì đàn ông thanh niên quét mạng nhện đánh lại bộ lưu đồng dọn dẹp bàn thờ tổ tiên người nói đàn trai giàu chị có phúc người nói chị phải xứng được như thế ngày đó dung mới gặp được chị cũng như bao lần chị nhờ dung truyền mảnh giấy cho anh thanh chị chảy nước mắt khi dặn dung chị sống chết gì cũng nhờ vào tờ giấy này em nhớ cẩn thận Đừng cho ai biết, nhất là nhà chị. Khi Dung đến nhà anh Thanh đưa mảnh giấy, anh không biết trả lời như bao lần khác. Dung chỉ thấy thái dương anh giật giật khi xé tờ giấy quang ra sau hè, mắt đỏ hoe. Với cái giọng cương quyết, anh dặn Dung về nói với chị, anh nhận được thư rồi và sẽ y như thế. Trong nhà ba anh vẫn ho từng cơn không dứt Nửa đêm hôm đó, khi chị Hạnh leo khỏi nhà bằng lối cửa sổ, vừa chạm chân xuống đất thì ba chị đã đứng lù lù phía sau lưng. Nhìn bộ dạng và gói quần áo, ông dễ dàng đoán ra chị định bỏ trốn. Thường ngày, ắt chị phải bị một trận đòn, nhưng ba chị lần này không nói không rằng nắm cánh tay chị lôi sành sạch vô phòng, nét mặt ông đanh lại nhưng ông gầm lên sau cánh cửa đã đóng. Mày đang làm cách trò gì thế? Mày định bôi cho chết chấu lên mặt cha mẹ mày hả? Mày trả hiếu cha mẹ mày vậy sao? Nhà này phải tội gì mà cứ nợ cha con nhà khố rách áo ôm đó? Tao đi đốt cái chòi của cha con nó ngay bây giờ cho mày xem. Tao không cho cha con nó sống yên ổn lấy một ngày cho mày vừa lòng có tiếng đồ vật đổ ngã và hình như có cái bóng ôm lấy chân ông kèm theo những tiếng nức nở van xin của chị hạnh con lại ba ba thương dùm con ba nói gì con cũng nghe hết con không trốn con lấy chồng theo ý ba xin ba tha cho cha con họ con lại ba nếu không con đập đầu con chết liền ở đây sau đó ba chị hạnh ra khỏi phòng và quay trở lại với sợi xích xích chân chị vô giường má chị từ bên ngoài về vội khóc lóc van nài ông đừng làm như thế ông còn dọa sẽ đốt nhà cho cả gia đình đều chết nếu chị làm ông mất mặt với xóm làng cuối cùng hôn lễ cũng diễn ra tốt đẹp cô dâu vẫn bước lên chiếc xe kết đầy bông hoa với hai hàng nước mắt không ngừng tuôn và mẹ chị lý giải con gái nào đi lấy chồng mà chả khóc lóc đưa dâu đi rồi hàng xóm mới phát hiện ra một chuyện là cha con anh thanh tự nhiên biến mất như chưa từng hiện diện ở cái xóm nhỏ này nhà cửa đồ vật còn đó chỉ không thấy anh và ba anh người ta đoán chắc anh buồn chuyện chị hạnh nên bỏ xứ đi vài người thương xót mối duyên của hai người cũng chỉ biết lắc đầu nhẹ nhẹ. Từ đó về sau không ai biết được tin tức gì về họ vì họ cũng không còn ai thân thích ở cái xứ này. Chợt có bàn tay sò soạn trên người chị và mùi rượu nồng nạt phả vào mặt khiến chị hốt hoảng choàng tỉnh. Theo phản xạ, chị hất tay ra và co rúm người lại. Bàn tay vẫn trờn vần trước ngực chị, khiến chị hoàng sợ hất mạnh thêm một lần. Có tiếng người ngã nhào xuống giường. Tức thì, chị Hạnh nhận được hai cái bàn tay, như trời sáng, chảy cả máu mũi kèm theo câu xít. Chẳng qua tao đang gặp vận xui, thua bạc cả năm nay, muốn ngủ với mày xả xui, chứ tưởng quý báu lắm sao. Cưới mày về, chủ yếu là cho ông bà già vui bụng vừa ý, chịu chi ra mớ tiền nữa mà thôi. Ngoan ngoãn đi, còn không thì no đòn với ông. Hắn ghi lấy chị như con thú say mồi. Chị dãy rụa thì hắn đấm vào người chị. Khi hắn xé một bên ngực áo, chị góp hết sức của mình, tống cho hắn một đạp té ra sàn nhà trong khi hắn đang lồm cồm bỏ dậy chị nhào xuống chụp cái ghế ở cạnh bàn phấn đập mạnh vào thanh cửa sổ bị khóa cửa sổ bung ra chẳng thèm nhìn lại hay suy nghĩ một giây chị nhảy ùm xuống dòng sông tối om tiếp giáp với nước sông chị lại nhớ tới những gì vừa trải qua chị buông xuôi chìm dần vào làn nước trong mơ tỉnh giữa cái ranh giới sự sống và cái chết khi dòng nước ôm lấy chị chị vẫn tưởng như vòng tay anh những lần vỗ về bên tai chị văng vẳng lời anh nói cả đời này chị yêu mình chị ước mơ duy nhất trong đời của anh là đón chị về với đủ lễ gia tiên như bao người con gái khác bởi chị xứng đáng được như thế thế là bản năng sống trỗi dậy Vốn là con gái vùng sông nước, chị vùng vẫy nổi lên. Một đám lục bình lớn từ đâu trôi qua, chị bám lấy đưa người vào nửa mê nửa tỉnh, bơi qua bên kia sông. Không ai hiểu làm sao mà chị có thể bơi qua con sông lớn như thế trong đêm, hay phép lạ nào đó đã xảy ra. Trong bộ dạng lếch thếch tả tơi, chị đi thẳng về nhà Dung trốn vào nhà chứa củi, chị nằm gục xuống mê man. Đêm hôm đó, con chó mực cứ rùa mãi ở nhà củi, mẹ Dung bèn thắp đèn ra xem. Mẹ Dung quá chồng, mẹ ở vậy nuôi Dung khi cha mất, lúc Dung còn trong bụng. Họ hàng bên nội khá nể mặt mẹ, tính mẹ được cho là dám ăn dám nói. Mẹ từng vác chổi rượt một ông xóm trên khi giả sai tán tỉnh mẹ khi Dung bị lai dậy nửa đêm thì chị Hạnh đã được mẹ thay cho bộ quần áo khô và nằm trên giường, còn mẹ thì cạo gió cho chị. Mẹ sai Dung dã nước gừng và nấu nồi nước sông, dặn là không được nói cho ai biết chị đang ở đây. Nhìn khuôn mặt chị sưng húp, in hình những ngón tay và những vết bầm đỏ trên người. Mặt mẹ Dung đầy sắc giận dữ. Đêm hôm đó, trong cơn mê sảng Chị không ngớt la hét Khóc lóc kêu Anh đừng bỏ em Nghe tin chị Hạnh nhảy sông Ngay trong đêm tân hôn Cả xóm náo loạn đi mò xác Nhưng không thấy Mẹ chị ngất lên ngất xuống Oán trời than đất Ba chị ngồi im trên bộ trường kỳ Nhìn ra sân cả tiếng đồng hồ Không nói lời gì Chỉ có sung biết Chị bị sốt và đang nằm ở trong phòng của mẹ mà thôi. Một tuần sau, khi chị hết bệnh và lúc cả xóm nghĩ chị chết mất xác, thì một buổi sáng mẹ dặn Dung. Chút con đi học về, ghé qua nhà bác. Thưa với bác là chiều nay mẹ lên nhà có chuyện nhờ hai bác. Chiều hôm đó, mẹ dẫn chị Hạnh và Dung lên nhà bác. Dung lấp ló ngoài hàng cột ở bên hiên, nghe trộm tiếng được tiếng mất dung nghe tiếng vỗ bàn rất mạnh của bác và sau đó là tiếng giận dữ của mẹ dung anh chị muốn giết con mình lần nữa hả sau câu nói đó thì bác trai hình như là im lặng và không nói gì nữa cuối cùng thì chị hạnh được tự do sau khi trả lại xính lễ và bồi hoàn chi phí hôn lễ cho nhà trai chị cũng không còn ở nhà với ba má chị nữa chị không muốn ba má và em út bị dị nghị điều tiếng chị một mình dọn đến ở căn nhà cũ của anh thanh chị gây dựng lại mảnh vườn dựng cái quán trước nhà làm bến đò nhỏ và mưu sinh bằng nghề đưa đò từ đấy ngay trên con sông chị từng hẹn hò người yêu và cũng chính con sông này chị đã bơi về trong đêm định mệnh ấy chị nói với mẹ con dung chị không dám mong nối duyên gì với ai chỉ muốn giữ lại mảnh đất để có chỗ mà ở nhưng dung biết chị chờ anh nếu không thì tại sao chị sống một mình tận tới bây giờ dù biết bao người vẫn theo đuổi chị thời gian cứ như dòng sông êm à lặng lẽ trôi ngày ngày chị vẫn đưa dung qua sông đến trường thấm thoát thì hơn 10 năm. Dung lớn lên, học hết cấp 3 thì lên Sài Gòn học tiếp. Ngày Dung đi, chị dú những đồng bạc thấm mồ hôi vào túi Dung, dặn Dung dáng học cho giỏi. Mẹ Dung, chị sẽ chăm sóc thay cho. Chị vẫn đẹp mặn mà dù bao vất vả. Chị vẫn chờ anh Thanh, vẫn biển biệt không tin tức sống hay chết. Dung còn nhớ vào trước ngày được nhận học bổng du học vài tháng, chị đột ngột lên Sài Gòn tìm. Dung hỏi, "Chuyện gì mà chị phải lặn lội tới đây?" Giọng nói chị đứt quãng, mắt đỏ hoe. "Chị biết anh Thanh còn sống và hiện ở một xứ sở xa xôi nào đó. Khoảng 5 năm trước, anh có gửi một lá thư về cho một người họ hàng bên mẹ anh ở xóm trên, báo tin rằng ba anh đã mất từ lâu." anh cũng đã có gia đình dặn họ đừng nói cho ai biết tin về anh nhất là chị nhưng có một người là con dâu trong nhà đó vốn cùng xóm với chị xót thương chị trông tin nên hôm nay khi vô tình thấy được cái thư lần trong đống giấy tờ đã lén lấy và đưa nó cho chị tay chị run run khi đưa thư cho dung hỏi dung có biết nơi đó thế nào ra sao không có thể đi tới đó được không? Dung coi địa chỉ trên bì thư thì mừng muốn hét lên, bởi đó là quốc gia Dung sắp đến học. Nhưng khoảng cách địa lý xa gần từ nơi Dung học tới chỗ anh thì Dung không biết. Dung hỏi chị tại sao không biên thư cho anh, bây giờ liên lạc dễ dàng đâu như hồi xưa. Chị cúi mặt nói anh đã dặn trong thư rõ ràng, không cho chị biết tin thì chị làm sao dám biên thư. Cái địa chỉ này đã 5 năm trước, biết anh còn ở nơi đó không? Dung hứa với chị, dù xa xôi thế nào, Dung cũng sẽ tìm đến anh, xem anh sống ra sao như ý chị. Chị dặn, nếu anh đang sống cùng gia đình, có hỏi về chị thì nói chị đang sống bên nhà chồng cùng con cái không được nói cho anh biết chị bây giờ sống một mình chị sợ ảnh hưởng hạnh phúc của anh chị dặn dung mà thỉnh thoảng lại đưa tay áo lau nước mát dung thương chị lắm mong sao có thể nhanh trả lời những thắc mắc của chị khi ổn định việc học dung lập tức hỏi thăm bạn bè cách đi đến nơi anh ở sau khi cha danh bạn dung biết chắc anh vẫn còn sống nơi đó may mắn là từ nhà anh tới nơi dung học không xa lắm vì muốn biết rõ thực hư dung không hề liên lạc báo trước trưa chủ nhật cô đến bấm chuông cửa nhà anh dung không cầm được nước mắt khi nhìn thấy anh mười mấy năm anh thay đổi đến nỗi nếu gặp ở ngoài đường chắc dung không nhận ra nhìn anh khắc khổ các đã bạc phân nửa và điều sung bất ngờ nhất là anh không phải đứng mà ngồi trên một chiếc xe lăn bằng điện. Sau bao nhiêu chuyện xóm làng thì Dung nói chuyện chị. Nhưng Dung không giữ lời hứa với chị. Dung kể hết. Từ chuyện chị lao xuống sông trốn về nhà ngay đêm tân hôn đến chuyện chị vẫn bỏ võ chờ tin anh chị sống ngay trong căn nhà cũ và cả chuyện chị nhờ dung đến thăm anh dung kể hết bởi dung nghĩ chị không việc gì phải chịu thêm nỗi đau nào nữa dung hỏi anh tại sao tự nhiên biến mất biển biệt như thế và sao anh thành nông nỗi thế này vào ngày mà dung trao tờ giấy chị hẹn anh tối nay đi trốn thật ra mẹ chị đã theo dõi và bà cũng theo chân dung tới nhà anh khi dung tung tăng ra về bà vào gặp anh khóc lóc van lại anh bà nói anh hãy vì hạnh phúc của chị lấy anh thì chị sẽ khổ cả một đời thêm vào tính chồng bà không dễ gì bỏ qua chuyện chị trốn theo anh bà xin anh hãy đi khỏi xứ ngay đêm nay bà sẽ cho anh một số vốn để lập nghiệp nơi khác bà sẽ cho anh một số vốn để nập nghiệp nơi khác và ba anh có tiền để trị bệnh đúng ra thông thường thì anh không bao giờ làm theo ý bà nhưng nhìn cha bệnh mạng như ngọn đèn trước gió bỏ trốn với chị cha anh sẽ ra sao nói chi có thể trị bệnh cho ông nên cuối cùng anh đã nhận anh dẫn cha xuống xuồng đi xứ khác ngay trong đêm với sự trợ giúp của một người thân tín của bà nhưng cuối cùng thì tất cả số tiền cũng không cứu được mạng ông cha chết thất chí anh theo nhóm người lao động đưa đẩy thế nào anh sang đến đây lập gia đình cứ tưởng hạnh phúc đã mỉm cười nhưng một tai nạn lao động khiến anh chấn thương cột sống liệt hẳn nửa thân người Vợ anh ly dị như một điều tất yếu xảy ra. Hiện anh sống khá ổn, cùng với khoản trợ cấp và một công việc bán thời gian nhẹ nhàng. Nhìn anh kể, Dung đọc được trong mắt anh nỗi đau đáu về chị. Dung biết anh hẳn còn yêu chị lắm, nhất là khi nghe kể chị đang sống ra sao. Dung thấy mắt anh đầy nước. Trao anh lá thư của chị, Dung cho anh địa chỉ kêu anh tự nói với chị những gì anh muốn nói dung không giúp chị nói dối anh nên cũng không muốn giúp anh nói dối chị khi anh đề nghị đừng nói hiện trạng của anh cho chị biết sợ chị buồn lại khóc anh không muốn chị phải khổ vì mình nữa khi dung hỏi anh có nghĩ đến chuyện nối lại tình với chị không anh nói ngày xưa anh lỗi hẹn đã bán tình yêu của chị để lấy khoản tiền từ mẹ chị dù là vì cha già nhưng lòng tự trọng không còn thì sao anh dám gặp chị ngày trước khi vẹn nguyên anh đã không về tìm chị mà đi cưới vợ bây giờ anh đã ra như thế này thôi thì cứ để chị giữ hình ảnh đẹp tốt về anh trước ngày kết thúc khóa học một tuần dung có báo cho anh biết dung sẽ về việt nam vào tuần sau anh nhờ cô đến nhà đem ít quà về cho chị kèm một phong thư khi tiễn dung ra cửa anh nói anh biết kêu em nói dối là không đúng và em không chịu như thế nhưng xin em thương lấy chị anh bây giờ chẳng thể bù đắp được gì ngay cả làm một người chồng chị vẫn còn kịp để có hạnh phúc mới Lẽ nào em lại muốn chị khổ tiếp khi gắn chặt nửa đời còn lại với anh? Không phải sự thật nào cũng phải biết em ạ. À. Có những điều không nói vẫn tốt hơn. Em lớn rồi, em hiểu phải không? Ngày Dung về cũng tới, chị đón Dung ngay ở bến sông. Khi lên bờ, Dung trao cho chị gói quà nói anh cười, nói anh vẫn còn sống, khỏe mạnh và anh có thư cho chị dung thấy má chị ửng hồng mắt long lanh như mười mấy năm về trước buổi chiều dung lại đi bộ sang nhà thấy chị ngồi giữa đám bông bí vàng đang trổ nhìn mông lung dung kêu đến tiếng thứ ba chị mới giận mình chị bảo phải đi cắt lục bình về cho đám heo và lũ vịt háu ăn ngồi trên chiếc ruồng nhỏ cắm xào gần mép nước dung hỏi Heo chị nuôi hồi nào lớn vậy Mà nuôi chi nhiều vậy chị Sao chị làm hết được công việc Chị trả lời Hồi em đi bên đó Chị bắt mấy con về nuôi cùng bầy vịt Chị tính cuối năm chị bán Rồi gom luôn khoản tiền chị để dành Chị sửa cái nhà cho nó khang trang hơn Tiếng của Dung nói tiếp Nhà vậy sửa gì nữa chị Chị mới cất 3 năm trước thôi mà tiếng chị nhẹ như gió. "Chị tính sửa thêm cho anh Thanh có về. À không, có dẫn gia đình về thì có chỗ tốt hơn để ở." Dung không ngăn nổi sự tò mò trong lòng hỏi dồn. "Trong thư anh nói sao? Anh nói anh về hả chị?" Chị im lặng, cúi mặt xuống đưa liềm cắt đám lục bình. Biết mình lỡ lời, Dung cũng im lặng dung đưa tay níu một đám lục bình lớn vừa trôi ngang tự dưng trong dung miên man một câu hỏi trong đám lục bình này có đám lục bình nào ngày xưa chị đã nương thân bơi về nhà trong đêm không đám lục bình này có lớn bằng đám đó không chợt dung nghe tiếng cái liềm rơi trên xuồng dung xoay lại nhìn thì chị hạnh đã quang cái liềm giữa lòng xuồng hai tay chị ôm mặt khóc nức nở dung chưa biết chuyện gì xảy ra chị đã nói trong tiếng nấc chị biết chị là kẻ phong phụ ngày xưa chị không đến nơi hẹn như đã hứa nên anh oán chị chị đâu có dám mong nối tình chị biết chị bị tiếng chồng bỏ chị cũng không muốn anh mang tiếng thị phi gì chỉ muốn được nhìn anh lại một lần. Vậy mà anh cũng nỡ khước từ. Anh nói có gia đình hạnh phúc, anh không muốn gặp chị, không bao giờ anh trở về nữa, chị quên anh đi. Lúc em chưa về, chị còn hy vọng mơ mộng có một đứa con với anh để an ủi những tháng ngày còn lại. Chị thiệt là không biết xấu hổ cho thân phận mình. Dung chạy lại ôm lấy chị Nhìn đôi vai nhỏ của chị run lên từng hồi Và dậy tóc bay bay theo gió Dung muốn nói với chị Thật ra đêm đó không ai đến nơi hẹn Và những gì anh nói với chị trong thư đều là giả Anh thương chị biết bao Nhưng những lời anh nói với Dung Hiện lên trong đầu như chặn ngang cổ họng Dung lại nước mắt chị ướt đẫm vai áo dung chị nói trong tiếng nấc ngắt quãng sao ngày xưa chị còn bám vô đám lục bình làm chi không buông tay chết luôn cho rồi chị còn chờ cách gì đây chị sống để làm gì đây dung ôm chặt lấy chị hơn không biết phải trả lời hay an ủi chị ra sao mắt dung nhìn ra khoảng sông mênh mông sóng nước Trời chạm vạn tối, lục bình lặng lẽ trôi kín cả mặt sông. Mời quý thính giả nghe chuyện ngắn Ly hôn của nhà văn Nguyễn Đông Thức Trái với sự lo xa của vài người bạn Bữa tiệc nhỏ chia tay của hai vợ chồng Thạch Ngọc lại diễn ra rất thân mật, vui vẻ. Đã khá lâu rồi, hôm nay Ngọc mới trổ tài nội trợ trong một bữa tiệc khoảng 10 người. Tất cả đều là bạn thân nhất của Thạch và Ngọc. Năm năm trước, họ đều có mặt đầy đủ trong đám cưới hai người. Dĩ nhiên họ cũng, người thì qua một tấm thiệp nhỏ đính kèm món quà, người thì qua lời phát biểu trên micro, đều thành thật chúc mừng Thạch Ngọc sẽ sống bên nhau trăm năm hạnh phúc. Mặc dù nếu lời chúc đó mà thành hiện thực, thì Thạch sẽ thọ đến 128 tuổi, còn Ngọc 125 tuổi. Năm năm sau, họ lại cũng có mặt trong bữa tiệc này, và lại cũng rất thành thật chúc mừng Thạch và Ngọc đã chia tay rất đúng lúc, hợp pháp, êm đềm. Có lẽ tận đáy lòng, họ không vui nhưng người nào cũng cố tỏ ra tự nhiên, nhiệt tình. Và lại, tất cả đều đã làm hết cách để mong hàn gắn hai người rồi. Chính bữa tiệc hôm nay, sở dĩ có, cũng do sự đồng lòng đề nghị và nhiệt tình tham gia tổ chức của họ, có thể coi như một cố gắng cuối cùng của đám bạn đáng quý này. Võ phát biểu sau khi nuốt một miếng lớn bò bít tết. Thú thật Tôi chưa hề thấy vợ chồng nào chia tay nhau mà lại làm tiệc đãi bạn bè đàng hoàng như Thạch Ngọc. Đây là một bài học rất hay mà có thể tôi sẽ bắt trước. Minh, vợ võ, lườm chồng. Anh muốn lắm phải không? Muốn thì ngày mai tôi đãi trước cũng được. Thủ tục còn lại làm sao? Võ xanh mặt, chắc tay làm bộ vái vợ. Trời ơi, tôi giỡn chút không được sao bà? không có bà thì làm sao tôi sống được cả bàn tiệc cười ồ trọng hỏi khi tiếng cười đã sứt các bạn có đồng ý với tôi sắp tới một trong những điều mà thạch tiếc đầu tiên sẽ là những bữa ăn ngon như thế này không việt người đầu tiên có sáng kiến tổ chức buổi họp mặt hôm nay mới uống nửa ly mà mặt đã đỏ gai cãi Tôi nghĩ là ông Thạch sẽ tiếc nhiều thứ lắm Chứ không phải chỉ chuyện ăn uống tầm thường đâu Thí dụ như Cái này không phải rượu nói đâu nghe Xin lỗi chị Ngọc chứ Năm năm nay tôi thấy chị chẳng già đi chút nào cả Vẫn trẻ trung, tươi tắn Và hôm nay thì càng đẹp tuyệt Thạch lường Việt Thằng này đã thành tật Cứ rượu vô là phát ngôn thoải mái Chẳng nể ai cả nhưng lần này thạch liếc qua ngọc coi bộ nó nói đúng hôm nay ngọc đẹp thật lần đầu tiên sau cả một thời gian dài ít ngắm nhìn vợ thạch thấy rất rõ điều đó ngọc hơi đỏ mặt các anh khen tôi làm gì đâu phải cứ nấu ăn ngon và đẹp là giữ được chồng đâu mai bạn gái của ngọc còn độc thân và có nhiều hiện tượng đang rất muốn có chồng tò mò hỏi vậy cái gì mới giữ được chồng chị trọng bật cười ha hả hỏi cho nó đàng hoàng giữ được chồng chị nghĩa là sao coi chừng tôi hiểu lầm là cô mai muốn tiếp tục nhận giữ ông thạch thay cho ngọc đấy bữa tiệc vui vẻ quá thạch thấy thoải mái lắm anh lại niếc sang ngọc thấy người mà về mặt nguyên tắc nay chẳng còn gì dính dáng đến mình nữa cũng đang có vẻ tươi tỉnh lắm chẳng có chút buồn nản hay cao có khó ưa như trước đây hữu lại đặt vấn đề hồi đám cưới thạch ngọc lúc tặng quà tôi có nói là bao giờ hai người không ở với nhau nữa thì phải trả lại cho tôi vì công tôi đi tìm quà cực quá anh thạch cam kết sẽ không bao giờ có chuyện đó vậy mà bây giờ lại cho nó xảy ra tôi đề nghị hai người phải đền lại món quà cho tôi. Thạch cười ngượng ngập, "Được rồi, được rồi, bao giờ ông có vợ, tôi sẽ tặng lại cho ông một món quà y chang như vậy." Hữu kêu lên, "Sao lại một món, hai chứ, quên rồi à?" Thạch lúng túng nhìn Ngọc cầu cứu, Ngọc làm lơ, quay sang Mai trao đổi chuyện riêng. Hữu vẫn không tha, "Thấy chưa?" ông có nhớ gì đâu tôi có đọc ở đâu đó câu này người nào có trí nhớ không tốt thì sẽ hiếm khi giữ được hạnh phúc gia đình đúng thật mai hỏi lại sao vậy bởi vì người đó sẽ không nhớ được bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của hai người và vì vậy sẽ không thể dễ thông cảm và tha thứ cho nhau được khi những gì không vừa ý sẽ lần lượt xếp hàng hiện ra trong cuộc sống chung thạch và ngọc cùng cúi mặt thấy vậy quang phóng viên ảnh của một tờ báo cũng bắt trước hữu tuyên bố sẵn ông hữu đòi lại quà tôi cũng có ý xin trình bày ra đây tôi là người đã chụp ảnh đám cưới thạch ngọc cảnh mà tôi chụp đạt nhất tới giờ trong lịch sử chụp đám cưới của tôi là cảnh hai ông bà đeo nhẫn cho nhau năm ấy tôi lấy tấm ảnh gửi dự thi ảnh nghệ thuật với cái tên cuối cùng của một tình yêu. Anh bị loại ngay vòng đầu vì cái tựa không phù hợp so với vẻ mặt hí hửng của hai người. Bây giờ nghỉ chơi nhau rồi thì trả lại nhẫn cho nhau đi để tôi chụp lại chắc hợp hơn. Tôi vẫn còn mê cái tựa đó lắm. Thạch và Ngọc nhìn nhau. Thật ra hai cái nhẫn đều do Ngọc đi mua. Có đo tay mỗi người cẩn thận. Bây giờ chẳng lẽ lại cởi xa trả nhau trước mặt mọi người ngọc lén đưa tay xuống dưới bàn thử rút nhẫn ra nhưng không sao làm được chuyện đó năm năm với nhiều công việc nội trợ cực nhọc đã làm tay ngọc to ra rồi thạch cũng vậy từ ngày lấy vợ anh mập hơn những bữa cơm đúng giờ ngon miệng anh sống điều độ hơn ít đi nhậu bạt mạng như trước sáng có điểm tâm đàng hoàng không sang nhưng có thể đi làm với cái bụng no chiếc nhẫn bây giờ có muốn rút ra chắc cũng tốn ít nhiều xà phòng quang tinh mắt tiếp tháo nhẫn không ra rồi phải không dễ gì thấy chưa đâu phải không có lý do người ta đã chọn cái nhẫn làm vật ràng buộc đời nhau thường thì mang vào bao giờ cũng dễ mà tháo ra thì rất khó thấy thạch và ngọc có vẻ buồn buồn võ lâng ly thôi chuyện gì đến đã đến dù sao chúng ta cũng hãy nâng ly mừng thạch ngọc trong khu tập thể này phòng tôi sát phòng thạch ngọc tôi xin xác nhận với các bạn là cả hai đã không sống được với nhau hạnh phúc như chúng mình và chính họ từng mong muốn thật vậy trong chuyện này chúng ta không thể trách ai cả có nhiều điều mâu thuẫn thậm chí nhiều cá tính trái biệt nhau chỉ bộc lộ trong quá trình chung sống không thể lường trước được như bà vợ tôi chẳng hạn tới giờ thì nội cái chuyện bà thích ăn thịt hay ưa gặm xương tôi cũng chưa biết được minh trợn mắt nhìn chồng anh này nói năng gì kỳ vậy mai lại hỏi sao lạ vậy anh võ võ tỉnh queo thì hồi chưa cưới đi đâu ăn tiệc với nhau tôi gắp thịt cho bà bà đều rất đẹp đến khi ở với nhau rồi nhất là từ lúc có con vào bữa cơm bà cứ lén gắp xương ăn nhưng rồi đi ăn tiệc ở đâu khác thí dụ như hôm nay chẳng hạn bà lại chơi toàn là thịt kia trong chén còn nhiều ghê chưa vậy bà thích ăn cái gì tôi cũng chưa biết và ông thạch thử trả lời coi bà ngọc thế nào có cũng khó hiểu như vậy không mọi người cùng cười nhưng thạch hiểu võ cũng như các bạn nãy giờ đều bằng cách này cách nọ muốn anh suy nghĩ lại anh nhớ đúng là ngọc luôn nhường nhịn anh trong những bữa ăn trong cuộc sống chung cho đến một lúc anh coi chuyện đó là bình thường chẳng để ý đến nữa việt rót đầy một ly bia bưng hai tay đưa cho thạch thôi dẹp ba cái chuyện đó đi giờ này mà còn dễ hiểu, khó hiểu gì nữa. Hai ông bà cùng uống với nhau một ly cuối đi. Mỗi người 50% Thạch và Ngọc đứng lên, không dám nhìn vào mắt nhau. Thạch nói, em uống trước đi, chạm môi thôi cũng được. Ngọc cầm ly, tay run làm sóng sánh một ít ra ngoài. Cô nhớ lại trước kia, trong lần đầu uống với nhau như vậy, thạch lựa ngay chỗ cô chạm môi uống cạn ly một cách ngon lành và khen chưa bao giờ được uống rượu ngọt và thơm như vậy họ nhìn nhau ngọc thấy có vài sợi tóc mai của thạch đã bạc cuộc sống của người đàn ông là để cho xã hội cho công việc còn thạch anh cũng thấy ở đuôi mắt ngọc đã dạn những nếp nhăn nhỏ hình chân chim trong đó có nếp nhăn nào đã hình thành từ những đêm ngọc mỏi mòn thức đợi anh đi chơi với bạn bè về quá khuya cả hai cùng thấy xót xa cùng không còn nhớ gì nữa về những muộn phiền cay đắng mà hai người đã dành cho mình mấy tháng rồi hai người mới đứng gần nhau như vậy trong khi chờ đợi hoàn tất thủ tục ly hôn họ đã sống ly thân tại chỗ căn phòng bị ngăn đôi ở giữa bằng một tấm màn dày. Họ không còn ăn cơm tối và điểm tâm với nhau nữa. Cơ quan Ngọc có tổ chức nấu ăn chưa? Chiều về, cô ghé phòng mai cùng ăn tối. Sáng cô đi sớm, chẳng biết có ăn gì không. Cái bếp dầu hôi và bếp điện của hai người nguội ngắt, lạnh tanh, chỉ còn dùng vào việc nấu nước uống. Có khi hai ngày chưa hết một ấm. Tình trạng đó cũng làm bạn bè ngại, không dám đến, Thạch uống cạn ly, thấy người lâng lâng một cảm giác vừa sảng khoái vừa buồn nản. Những người bạn cũng cùng cạn ly, quang bấm mấy bô hình, miệng ai nấy cùng cười toe toét, chẳng khác gì đây chính là ngày cưới của Thạch và Ngọc. Thạch có cảm tưởng như vậy, dường như năm năm trời chỉ là một cái chớp mắt. Dường như Ngọc đứng kia, đang chia tay với bạn bè, để rồi sẽ quay vào với anh, sẽ hổ thẹn úp mặt vào vai anh, khi anh hấp tấp bế bổng cô lên đi vào phòng trong. Ngọc đi xa, tiện khách xuống tận chân cầu thang, cảm thấy hơi men chênh choáng. Thạch ngồi lại với chiếc bàn ăn bừa bãi chén đĩa và những chiếc gạt tàn đầy áp những bầu thuốc hút dở tắt ngúm. Vừa mới đầy người, tiếng cười nói ồn ào, căn phòng bỗng yên tĩnh trống vắng một cách lạnh lùng. Thạch đốt một điếu thuốc, thấy tay mình run run, anh đưa mắt nhìn một lượt suốt căn phòng. Tối nay Ngọc đã tháo tấm màn ngăn đôi, nên nó bỗng rộng hơn rất nhiều. Và mấy tháng rồi Thạch mới thấy tấm ảnh mà quang gọi là cuối cùng của một tình yêu vẫn còn treo y chỗ cũ, phần bên Ngọc ở đúng là cả hai gương mặt trong ảnh biểu lộ một hạnh phúc tràn trề ai trong hai người có lỗi về cái kết thúc của ngày hôm nay ngọc vào hai người ngồi lại ở bộ san lông nhỏ uống trà đúng thứ trà thái nguyên phát đậm theo gu của thạch nhưng hương trà vẫn không thơm bằng hương người ngọc thoảng xa thạch buột miệng dầu thơm gì có mùi dễ chịu quá em mới mua thạch nhướng mắt nhìn ngọc như một lời dò hỏi trong cuộc sống chung trước đây lúc đầu lãnh tiền được bao nhiêu thạch đều đưa hết cho ngọc rồi thỉnh thoảng anh lại lấy chút ít để uống cà phê hút thuốc đi chơi với bạn giết rồi anh tự động giữ lại một khoản chỉ đưa phần gọi là thu nhập chính cho ngọc cũng là phần ít nhất ngọc chẳng nói gì mà Thạch thì thấy ăn uống trong gia đình vẫn vậy, nên cũng yên tâm. Anh vô tình đâu hiểu, Ngọc dường như không còn tiêu xài, may sắm gì cho riêng mình nữa từ ngày về sống với anh. Cũng có lúc anh thấy Ngọc hơi luộm thuộc, không còn mát mắt như trước. Nhưng anh chỉ cho là tại Ngọc quá lu bu công việc. Vậy thôi, mấy tháng qua, Thạch mới ngạc nhiên khi thấy toàn bộ thu nhập của anh chỉ dùng vào việc ăn uống thôi cũng muốn không đủ. Thu nhập của Ngọc chắc chắn không cao hơn anh. Trước kia, cô đã làm thế nào để vẫn lo cho anh được chu đáo đến từng ly cà phê sáng như vậy? Ngọc hiểu cách nhìn của Thạch, trả lời: "Em được thưởng sáng kiến và được tăng lương nữa." Thạch lại chợt phát hiện trước giờ mình quá ít để ý đến công việc của ngọc đến nỗi anh hơi bất ngờ khi nghe tin ngọc được thưởng sáng kiến hóa ra có những cố gắng vươn lên bên trong con người thân thiết nhất với mình mà sự vô tâm làm cho mình không nhận ra kỳ lạ đó là sáng kiến gì vậy chưa nói là vợ chồng hay người ở chung nhà mà còn không biết những chuyện như vậy của nhau thì đáng trách thật thạch băn khoăn mai mốt em tính sao đây là nhà ở tập thể của cơ quan anh em định ở nhờ vài bữa rồi sẽ dọn đến cùng ở tạm với mai thạch đã biết căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi của mai anh vội nói về việc đó thì em khỏi lo cứ ở lại đây đi anh sắp đi học hơn một năm không ai lấy phòng lại đâu ngọc nói nho nhỏ thôi ở đây buồn lắm cả hai cùng im lặng một lúc và ngạc nhiên khi nhận thấy sự lúng túng và ngượng nghị của chính mình như thể họ là hai người chưa hiểu gì về nhau và mới làm quen với nhau trong buổi tối nay thạch lại hỏi một câu ngoài lề cái áo này em cũng mới may bằng tiền thưởng à đâu có áo này em may hai năm rồi Kỳ đó em may tính mặt trong ngày sinh nhật để đi chơi với anh. Nhưng hôm đó giờ chót, anh lại bị đi công tác đột xuất, rồi lưu bu hoài không có dịp mà. Thạch nhớ lại, lần đó anh lo cho công việc quá, đã quên không mua quà sinh nhật cho Ngọc. Anh biết mình sai, nhưng sau đó thấy Ngọc không nói gì thì cũng cho qua. Chặt lưỡi nghĩ, vợ chồng còn cả đời ở với nhau, anh làm sao hiểu được dù ngọc không nói gì nhưng trong lòng người vợ trẻ ấy đã buồn tủi thế nào và những vết rạn nứt báo hiệu sự đổ vỡ bắt đầu hiện ra từ dạo ấy khi nghĩ còn cả đời với nhau anh cũng không hiểu cả đời ấy chính là sự góp nhặt chắc chiêu vun vén của từng ngày từng giờ và sự thở ơ sẽ giết chết tình yêu cũng dễ dàng không thua gì sự dối trá thạch nghe như ngọc vừa thở dài hay đó là tiếng thở dài của anh